Dạ vâng, shop xạ thủ PCB ba miền, em lại xin kính chào toàn thể các bác cùng toàn thể anh em đam mê PCB trên khắp mọi miền Tổ quốc. Nơi đầu, chị em gửi lời chúc lời sức khỏe tới toàn thể các bác cùng toàn thể anh em đam mê PCB trên khắp mọi miền Tổ quốc. Có một sức khỏe dồi dào để theo đuổi niềm đam mê của mình. Trên màn hình nhỏ của các bác hôm nay, em lại dựng build, giới thiệu cho các bác, giới thiệu cho anh em một mẫu condo hạng Z, hạng ngắm mini. Thì trước khi vào giới thiệu sản phẩm, cấu hình ra sao và giá thành thế nào, thì cho em giới thiệu qua về cách thức giao dịch và mua bán bên shop em. Shop em có hai hình thức giao dịch và mua bán. Một là ship code COD toàn quốc, hai cộng gửi xe. Ship code COD thì các bác và anh em có thể đặt hàng và nhận hàng, đồng kiểm tra hàng, đúng mẫu mã thì các bác và anh em mới phải thanh toán. Không đúng hàng, không đúng mẫu mã thì các bác và anh em có thể hoàn hàng gửi lại shop. Thì hàng thì bên em lúc nào cũng là uy tín và chất lượng giá rẻ, phục vụ các bác, phục vụ anh em nhiệt tình và tận tình chu đáo. Các bác đặt mặt hàng nào thì bên em trả hàng đúng mặt hàng đó cho các bác, nên các bác và anh em yên tâm, không bao giờ có tình trạng lừa đảo xảy ra. Một cây củ như này thì bên em bóc tách ra làm 3 và 4 đơn lẻ gửi bưu cho các bác, gửi bưu cho anh em. Thì các bác và anh em nhận hàng, đồng kiểm tra hàng, đúng mẫu mã thì các bác và anh em mới phải thanh toán. Không đúng hàng, không đúng mẫu mã, các bác và anh em có thể hoàn hàng gửi đại shop. Nên các bác và anh em yên tâm, không bao giờ có tình trạng lừa đảo xảy ra. Thứ hai là về phần gửi xe thì các bác và anh em được nhiều quyền lợi hơn, là bên em lắp ráp và căn chỉnh ok một cây củ như này. Và đi test và căn chỉnh ok đồng tâm, đồng trục và đi test trụ và mới trả 99% mới trả hàng cho các bác, trả hàng cho anh em. Nên các bác và anh em yên tâm, không bao giờ có tình trạng lừa đảo xảy ra. Gửi xe thì bên em gửi xe 63 tỉnh thành cũng như là toàn lãnh thổ Việt Nam thân yêu của chúng ta. Nên các bác và anh em chỉ việc nhấc máy lên và gọi điện trực tiếp qua số điện thoại đầu trang là 0823 835 477. Bên em phục vụ các bác, phục vụ anh em nhiệt tình và tận tình chu đáo. Giờ em sẽ vào giới thiệu chi tiết sản phẩm của cây củi hạng Z này, thì nó có cấu hình ra sao và giá thành thế nào nhé các bác nhé. Trên tay em đang cầm đây là một cây mini hạng Z, hạng ngắm nhé các bác nhé. Một là bình nhôm lít bằng 0,35 nhé các bác nhé. Bình nhôm lít bằng 0,35 thì bên em còn được cả lít tròn, thì các bác và anh em có thể tham khảo, muốn lít tròn thì báo bên shop em. Và van là van Z Sub Opel, hàng hộp đỏ to, hàng công ty và nhập tàu chính hãng nha các bác nhé. Hàng công ty. Và combo không có ruột tay cầm là gỗ mun đuôi công. Gỗ mun đuôi công rất chi là ok cho các bác, cho anh em. Và cò là em lắp cò 3 mảnh cho các bác, cho anh em, rất chi là đồng tâm đồng trục nha các bác nhé. Và con giảm thanh là em lắp giảm thanh slipper, rất chi là ok, ôm trọn vẹn đầu cành, rất chi là đẹp mắt cho các bác, rất chi nhỏ gọn nhé. Một cây hạng Z này rất chi đồng tâm đồng trục cho các bác này nhé. Đồng tâm đồng trục, rất chi là ok. Một cây củi mà giá rất chi là sinh viên cho các bác. Cành em đang sử dụng là cành tầm trung các bác nhé. Cành tầm trung rất chi là ok. Lực bèm rất chi là mạnh nha các bác nhé. Khung là khung vuông, các bác có thích khung tròn thì báo cáo bên shop em, thì bên em phục vụ các bác, phục vụ anh em nhiệt tình và tận tình chú đáo. Và em đang lắp sở hữu con kính là con kính VTR 3-9x40 giờ AC nhé các bác nhé, giờ AC. Hỗ trợ các bác, hỗ trợ anh em cũng có đèn hồng tâm và đi săn ban đêm cũng rất chi ok. Cả vì ghẻ kẹo, gửi gắm vài viên kẹo cũng rất chi ok nha các bác nhé. Rất chi ok một cây củ như này. Và cây củ này nó kèm theo những cái gì thì giờ em sẽ báo cho các bác, cho anh em và giá công khai nhé. Và đây là một cái bơm tay nhé các bác nhé. Bơm tay, bơm cao áp để dùng cho PCB. Và các bác nhận một cái bơm rồi gồm có linh kiện thì kèm theo nhé các bác nhé. Một là cái tay cầm đẩy bơm nhé các bác nhé. Và thứ hai là cái dây là dây lọc nhé các bác nhé. Dây lọc bé nhé các bác nhé, lọc nhỏ. Và đồng hồ là đồng hồ to nha các bác nhé, đồng hồ to, lọc ẩm nhỏ, đồng hồ to các bác nhé, bơm. Và kèm theo linh phụ kiện là một túi rong sim và mấy cái bông lọc ẩm và một nọ dầu và một cái cà lê đa lăng nhé các bác nhé, cũng rất chi là ok nhé. Thì nhiều các bác, nhiều anh em tham khảo và hỏi em là đặt một cây củi tại sao lại không có bơm, thì hôm nay em làm một cái video ngắn giới thiệu cho các bác, giới thiệu cho anh em là kèm theo cả cái bơm nha các bác nhé. Và tặng các bác, tặng anh em một hộp kẹo
Kẹo bên em loại 1 rất chi là ok nha các anh nhé. Và cây cúi này ở trên màn hình nhỏ của các bác này em bao ra công khai luôn, kèm theo cả bơm và cả tặng cho các bác, tặng cho anh em một hộp kẹo thì em bao ra công khai cho các bác, cho anh em là 5 triệu 500 nghìn đồng nha các bác nhé. Bơm là bơm đồng hồ to và lọc ẩm nhỏ nha các bác nhé. Đồng hồ to, lọc ẩm nhỏ, 5 triệu 500 nghìn đồng. Các bác không nghe nhầm, và đã bao phí ship COD ok hết cho các bác, cho anh em. Thì em xin dừng video tại đây. Thì cuối video cho em gửi lời chúc, lời chào tới toàn thể các bác cùng toàn thể anh em đam mê PCB trên mọi miền, khắp mọi miền Tổ quốc có một sức khỏe dồi dào để theo đuổi niềm đam mê của mình. Thì các bác và anh em theo dõi kênh thì cho thằng em xin một đăng ký kênh và một like để em có động lực ra những video chất lượng hơn để phục vụ các bác, phục vụ anh em nhiệt tình và tận tình chu đáo. Dạ vâng, cảm ơn các bác, cảm ơn anh em. Hẹn các bác và hẹn anh em ở video tiếp theo.